đúng không? Vậy thì tại sao làm được điều đó? Nếu nói là tại sao nói Đức Thầy là Phật mà không độ được cái bậc thượng lưu trí thức hay là thượng căn thì cái này là sai. Những cái bậc thượng căn vào thời kỳ Đức Thầy ra đời đó, họ đã quy y theo thầy và đã thành tựu rất là tốt. Có người giảng sanh biết trước ngày giờ, đi có hào quang, có người là đi chào đồng đạo ra đi, có người báo trước thời gian đủ thứ mọi mặt. Nhưng tại thời kỳ này của mình nè, thời kỳ mình, thời kỳ này mình ngu toàn diện nè. Tu là tu chứ không có dân sanh, không báo. May không báo gì nổi chứ nè. Cái thời kỳ Đức Thầy là cái giới trí thức anh coi đó là rất là nhiều. Cái giới giàu thời đó đó, cái thời kỳ của Đức Thầy là sau Đức Thầy là tới năm 55, 54 đó. Mà cái tiến sĩ, giáo sư, phó tiến sĩ vẫn còn trong giáo pháp Phật giáo Hòa Hảo rất là đông. Chỉ có bắt đầu từ cái phản là... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Giờ Tiến Dũng và Quynh Biên thân ái kính chào tất cả quý vị. Thì ngày hôm nay Tiến Dũng cũng có một cái câu thắc mắc mà cũng rất là nhiều bà con cũng đã có từng nói với Tiến Dũng. Cho nên hôm nay thì Tiến Dũng không có đủ kiến thức để mà trả lời, cho nên là nhờ Quynh Biên cũng có cái sự học về giáo lý của thầy, cũng tu học lâu năm thì chắc có lẽ là cũng có nhiều cái kinh nghiệm. Cho nên là nhờ Quynh Biên giải đáp cái câu hỏi này. Thưa Quynh Biên, Quynh nghĩ sao khi có rất nhiều người nói đạo Phật giáo Hòa Hảo chỉ hợp với những tầng lớp nông dân lao động bình thường và không phù hợp với những tầng lớp thiện trí thức và trung trí lưu? Dạ, nhờ Quynh Biên giải đáp câu hỏi này. Về phạm vi cái câu hỏi này thì không phải riêng về Thắng Dũng hỏi, có rất nhiều người nói danh vấn đề đó. Dạ. Họ cho rằng là Phật giáo Hòa Hảo là cái tôn giáo chỉ hợp với căn cơ trình độ thấp kém. Dạ. Yeah. Với nông dân không có gì hay ho. Nếu cái giáo pháp này chỉ độ được những người bình thường trong xã hội thì cái giáo pháp nó không có cao thượng. Rồi họ lại cho thêm rằng là có tu cái nào tu á, cao lắm là chỉ làm người hay về coi trời trở lại chứ không có giải thoát được. Đó là một số điều mà bên quý thầy á, yeah, gặp anh hay nói điều đó, yeah, nhất là cái ông sư ở trên Vạn Linh hay là ông sư anh nói này, yeah, anh nói này đó. Thì hôm nay á, anh thấy cũng nên nói thêm một số vấn đề này để gọi là hòa quang tương đồng cho cái nhìn với nhau, yeah, yeah, chứ không phải là mình tranh luận nhau. Ví dụ như trong kinh Đức Phật nói thế này nè. Thuốc á, không cần biết mắc hay rẻ mà chỉ hết bệnh là thuốc hay, đúng không? Chính xác. Giống như giờ anh bệnh đi, anh bệnh số mũi thôi, cưng đem thuốc đau tim liệu, cưng mua thuốc là tốn 10 triệu bạc đó, không có gì hết. Trong Việt Nam có câu chuyện nhân gian rất là hay, anh thích cái câu chuyện đó lắm. Cái bài hát nhỏ thôi, thằng bờm có cái quạt bao, phú ông xin lỗi ba bò chín châu. Thật chắc là ngay thời điểm này ai có thằng bầm nó ngu hết. Ừ. Nhưng mà thực tế ông phú ông nó mới ngu, đúng không? Rồi sau đó rồi đem một bè gỗ lim, rồi đem áo sáo cá mè. Nhưng mà kết quả không có gì bầm chịu. Cái gạo gạo phú ông đưa cho bầm cái nấm sôi, cái bầm thích. Đúng chưa? Cái tại sao sáng ta nói thằng bầm nó ngu thiệt. Ba bò chín châu áo sáo cá mè mà nó không lấy nấm sôi. Như cái thực tế thằng bầm nó đang đói. đang đói bụng lắm, sao nó ăn nó sống chứ bây giờ. Ừ. Nó lấy miếng bè gỗ liêm đó, giờ nó ăn cái gì nó sống, không lẽ nó ăn bè gỗ liêm nó sống, đúng không? Đúng rồi. Thì thuốc đó không kể là mắc tiền hay rẻ tiền, gọi là thuốc bất kỵ quý tiện, hết bệnh là thuốc hay. Yeah. Pháp bất luận thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Không cần biết cái nông dân hay là giới trí thức yêu người cầu người ta nghe ta hiểu, ta tu giải thoát đó là pháp đó hay. Yeah. Ví dụ bây giờ đó, chúng ta không phủ nhận tất cả các giới trí thức họ đều quy y, đều tu tập theo Phật giáo, và cũng không phủ nhận tất cả các giới bình dân họ cũng đều quy y và tu tập theo Phật giáo. Yeah.
Dạ, con không phủ nhận rằng những người không phải là bình dân nhất trong xã hội, họ là những người lại gọi là cái hạng thấp nhất, là nông dân bần cùng, thậm chí là ở đợ, thậm chí có cả ăn mày luôn, vẫn tu theo Phật giáo. Vậy thì quan trọng tu theo Phật giáo để làm gì? Để thể hiện mình là giới trí thức hay là để gì giải thoát? Nếu đã gì giải thoát rồi, không biết, anh nói một câu cho vui đi, ai giải thoát trước đó đó là giỏi, đúng không? Ngay cả ông Ubali, đúng chưa? Ông Ubali, ông cái trình độ nào trong xã hội quá cho thầy đó, ông vẫn đắc quả, đúng không? Ngay trong anh chàng cánh phân vẫn đắc quả, đúng chưa? Cái người mà ác nghiệp nhiều nhất là ông Ưng Hoặc Ma vẫn chứng quả, đúng không? Bây giờ mình phát quả là tại nơi mình đó, đúng chưa? Bây giờ nguyên nhân mà chúng ta đang sai sót cho nên là chúng ta bị cái từ mà nhân ngã phân biệt đó lạp á. Cái bài thơ anh thuộc cái hay lắm, sống giữa trời đời không biết ai là quân tử tiểu nhân, gẫm trong chúng ấy có người thượng thượng mà trí là hạ hạ, có người hạ hạ mà trí là thượng thượng. Giữa thượng và hạ nó không phải ở chỗ là cái hình dáng. Kể cho nghe câu chuyện vui thôi nghe, câu chuyện này vui thôi. Câu chuyện này trong thời gian gần đây trong cái quyển thì gọi là Chiếc Nhà Lên Trời. Cái tựa đề của nó là Thật Ngộ và Là Ngộ. Anh đọc cái tựa đề cũng đơn giản do ông Quỳnh Trung Tránh ông viết á, hay thật sự là khi anh đọc tới những tác phẩm này anh thấy nó hay tuyệt vời, tôn vinh được cái giáo pháp Phật giáo Hòa Hảo trong thực tiễn mà người ta đang nhìn nhận. Có một ông một vị là quốc sư, sau khi được vua Gia Long sát phong là quốc sư, ông ta có nhiệm vụ là kết nối tất cả các vị sư trong nước thành lại một khối hỗ trợ cho quốc gia, và cũng sẵn sàng để loại bỏ tất cả những người có cái tư tưởng bất thiện chống đối nhà nước, chống đối triều đình, cũng theo dõi con người nào chống đối triều đình. Cho nên tất cả các hang cùng ngõ hẹp của Phật giáo do thầy đó ông đều đi để tham khảo. Cho đến khi ông đi tới Kiên Giang, được ông tỉnh trưởng tỉnh Kiên Giang giới thiệu rằng là tại Hòn Cù Chon, cái lòng sơ Hòn Cù Chon đó có ông Đạo Bé Năm, cũng ngộ vậy, tinh thông á. Ông quốc sư này ông nghe cũng hay, mà quần đảo là cái nơi cũng hiểm yếu, yêu cầu kết nói được với cái ông này đó, có gì thông báo an toàn hơn, đúng không? Dùng đảo mà, vậy là sẵn sàng xua thiền ra gặp ông Đạo Bé Năm. Khi ra tới rồi đó thì lúc này ông quốc sư á, ông gặp Đạo Bé Năm, ông mới gật đầu ông chào nhẹ. Thì ông Đạo Bé Năm đó ông cũng gật đầu ông chào nhẹ. Thì lúc này ông tỉnh trưởng tỉnh Kiên Giang á, đi cúi đầu xá một xá dài. Ông Đạo Bé Năm ông mới cúi đầu ông xá một xá dài. Ông quốc sư cũng suy nghĩ, nói tại mình là quốc sư mà nó không cúi đầu sâu với mình, mà kia là dân làm việc làm quan nữa cúi đầu vậy này có gì đâu hay. Vậy là ông tỉnh trưởng ông này ngộ là phải rồi, ông này quá ngộ. Ngộ tức là cái người không có bình thường á, không biết tôn trọng quyền cao chức trọng, không biết gì á, mà chỉ biết cái ông kia là dạng thấp hơn mình mà nó cũng cúi đầu sâu nữa. Thì ngay lúc đó bắt đầu mới vô trong cái lều mới ở, coi vòng vòng cái đảo cũng không được gì, gặp ông này ông thấy cũng không có gì gọi là trí thức, cho nên cũng không có lợi dụng được gì, cũng không nhờ được việc gì hết, cho nên thôi xuân thiền về. Thì đang lúc thiền đi ra giữa biển á, thì lúc này quốc sư lại chợt nhớ rằng là mình quên cái sâu chuỗi ngọc. Lúc ăn cơm máng trên cái liều đó giờ quên rồi. Bây giờ đó nếu mà quay trở lại thì quá xa, không có kịp, còn phải đi tới nữa, mà chưa chắc rằng là quay trở lại còn nữa. Thì đang lúc phân dân ngồi trên cái bon thuyền, phân dân như vậy đó, hiện đang hướng về Hòn Cù Chon thì ông gặp một cái dáng đang đi trên mặt nước, đang đi bo ra, đi trên mặt nước, đi ra tới bước lên thuyền một cách nhà xìu, nói thưa quốc sư, ngài quên cái sâu chuỗi, tôi đem đây trả lại cho ngài. Thì đó là ông Đạo Bé Năm. Lúc này quốc sư nhìn ông Đạo Bé Năm nhìn một cách là vô cùng sợ, đúng không? Cái ông hỏi chứ ông Đạo Bé Năm, ủa sao ông làm được vậy, tức là sao mà ông đi trên hư không đi cả đây được đó. Cái ông Đạo Bé Năm nói, tôi sống tự nhiên, tôi muốn đi đâu tôi đi à. Rồi ông bước lên hư không, ông đi vài cái là đi mất tiêu. Thì lúc này ông quốc sư mới công nhận một câu là ông Đạo Bé Năm thật ngộ, tức là người đã hoàn toàn chứng đạo. Vậy thì chúng ta lấy ông quốc sư và ông Đạo Bé Năm này, chúng ta xác định nếu ngay ở thời điểm này là ông quốc sư ông cho rằng ông là cao thượng, đúng không? Ông Đạo Bé Năm chỉ là người bình thường thôi, mà quan trọng của việc tu là gì, là đắc quả gì. Thì ngay lúc này ông quốc sư trong thời gian đó
Ông khen đâu mấy năm rồi ông mới suy nghĩ lại, ông nói chàng ơi, bao năm nay mình giúp cho vua, mình lo lắng đủ thứ này kia nọ, rồi quyền lực tranh giành tất cả các cái, cuối cùng được gì vậy? Chứ họ còn hư danh thôi. Vậy là ông phải từ bỏ luôn hoàn toàn cái chức vị của mình, trở lại một cái người bình thường, trở thành một cái người quét lá đa trước một cái chùa. Vậy thì cái chỗ mà căn cơ trình độ cao và căn cơ trình độ thấp này đó, nó không nói chỗ cái người dân hay là cái người trí thức, mà nó nói là cái người nào có lòng tin nơi Tam Bảo, một lòng hành theo được thành tựu đó, thì được gọi là những người đó là những người thượng căn. Cho nên ngay thời điểm này, ở thời kỳ này, Đức Phật đó cũng đã cho mọi người thấy rõ điều đó. Ngài ra đời, Ngài độ cả thượng căn và hạ căn, tại cái người được gọi cả những cái người là thượng lưu cho tới những người bình thường đều có thể thành tựu, là Ngài độ cái tâm của người đó. Người nào có tâm nhu cầu giải thoát là được thành tựu, không phân biệt. Thì ở ngay thời kỳ của Đức Thầy cũng vậy. Nếu hiện nay nói cái người nào nói cho rằng là Đức Thầy ra đời không độ được chứ trí thức á, ông đó là trình độ, ông đó là trình độ còn kém á, còn kém về về văn học sử, còn kém về cái kiến thức tôn giáo. Ví dụ như là giáo sư Nguyễn Văn Hầu, đệ nhất văn chương, được cái phong hiệu của quốc gia vào thời đó là tặng trong cái phong hiệu là đệ nhất văn chương. Giáo sư Nguyễn Văn Hầu. Được phong hiệu giáo sư chứ không phải là trình độ là học vấn nha. Ông Vật Sĩ cũng là giáo sư, ông Nguyễn Văn Bạch cũng là tiến sĩ, gần như đệ tử Đức Thầy giờ thấy là tiến sĩ giáo sư rất là nhiều những người được quy cho thầy. Anh nói chung với trí thức á, tức là sau Đức Thầy và thời kỳ Đức Thầy. Anh hỏi thật, trong cái giới trí thức ở cái thời kỳ sau 300 năm đi, ai có đủ trình độ là viết được hai cái bài, được gọi là hai cái bài phát biểu ở hai tay khác nhau? Ông Cao Bá Hấn làm được điều đó. Trong khi cái cuộc họp bên đây là một người nói chuyện, đây là hai tay viết hai cái biên bản. Cao Bá Hấn à? Anh nói bây giờ mình nói thế này đi, khả năng trình độ của người nào mà viết được điều đó? Ông khi cưng về tới Tô Đình, cưng bước vô rồi được gọi là ông Quỳnh Hữu Thiện, cái bài cảnh tỉnh nhân sanh đó, khi ông thấy Đức Thầy, lúc đó là do một xóm nhóm thanh niên tiền phong á, hiểu lầm Đức Thầy, tưởng Thầy là Pháp, đuổi Đức Thầy vô rừng trà là, rồi sau đó là cây trà là nó đâm dò đau á, đâm dò tới chảy máu, ông nặng máu ra từng giọt ra đó, rồi ông than á, Đức Thầy mới nói là việc hy sinh cho chúng sanh không cần phải nhiều vậy đó. Ông mới ra ngoài trong thời gian tiếp tắt tắt thôi, không quá như vậy là một buổi tối, ông viết một bài cảnh tinh nhân sanh, nó dài gần 600 câu. Hãy coi lại văn chương xúc tích cái bài đó. Tín đồ của Đức Thầy vào cái thời điểm thì ra đời đó, là những cái giới mà trí thức trong xã hội đó quý vị rất là đông. Nhưng ở đây vẫn nói một câu là không quan trọng vấn đề này. Tại sao vậy? Tại vì cả Đức Thầy đã vẫn nói cho mọi người biết rằng là không quan trọng là ông là trình độ hay không trình độ. Cho nên cái câu chuyện mà từ là chương trình niệm Phật của ông Hương Quảng Diệp, rồi chương trình đọc kinh sách của ông Đạo Quỳnh Hữu Phỉ, tất cả các cái liên quan tới vấn đề rồi những đồng đạo nghèo và những đồng đạo giàu thì cái nọ, Đức Thầy vẫn phân tích một cách rất là rõ cho mọi người thấy rằng là cái quan trọng của việc tu là cải thiện được đời sống của mình và giải thoát. Ai là người có thể là tiến hành thành tựu được thì có kết quả. Anh sẽ nói thêm, trong cái giới mà anh nghe cái hệ thống vãng sanh á, thực chất là ai cũng có thể vãng sanh, nhưng cái người mà vãng sanh được rồi về đem người thân mình được đi á, cũng chỉ có một mình ông Khi Giỏi mà thôi. Ông Khi Giỏi là đệ tử của Đức Thầy hả? Ông văn giỏi, văn giỏi. Trước kia đó là ông là thư ký của sứ phủ Nam Kỳ, chịu trách nhiệm toàn quyền miền Nam ở tại Bạc Liêu. Khi ông quy với thầy là ông chuyên tâm tu tập và giảng sanh, báo trước thời gian vãng sanh và nói với bà Ký là đi đúng một năm sau trở về dắt ba mình đi luôn. Và đúng cái ngày từng một năm con đó là ông cụ dắt đi đó. Đi sau 3 tiếng đồng hồ trước khi đồng đạo cúng. Đó là lời bà Ký Giỏi nói lại cho đồng đạo biết rằng ông Ký Giỏi đã từng nói điều đó, là đúng một năm sau sẽ về dắt ba đi rồi. Cưng có thể giáng sanh được, nhưng mà cưng về dắt người thân đi được là một trường hợp rất là khó. Đúng không? Vậy thì tại sao làm được điều đó? Nếu nói là tại sao nói Đức Thầy là Phật mà không độ được cái bậc thượng lưu trí thức hay là thượng căn, thì cái này là sai. Những cái bậc thượng căn vào thời kỳ Đức Thầy ra đời đó, họ đã quy y theo thầy và đã thành tựu rất là tốt. Có người giảng sanh biết trước ngày giờ, đi có hào quang, có người là đi chào đồng đạo ra đi, có người báo trước thời gian đủ thứ mọi mặt. Nhưng tại thời kỳ này của mình thời kỳ này mình ngu toàn diện nè. Tu là tu chứ không có giảng sanh, không báo. Không báo gì nổi chứ nè.
cái thì kỳ Đức Thầy là cái giới trí thức anh coi đó là rất là nhiều. Cái giới vào thời đó đó, cái thời kỳ của Đức Thầy là sau Đức Thầy là tới năm 55, 54 đó. Mà cái tiến sĩ, giáo sư, phó tiến sĩ vẫn còn trong giáo pháp Phật giáo Hòa Hảo rất là đông. Chỉ có bắt đầu từ cái khoảng là cái thời kỳ chúng ta là bắt đầu từ năm 2000 hoặc là năm 95 đổ lại đây nè, là những người quy y theo Phật giáo Hòa Hảo đó là trong giới trí thức không có. Là nó ở hai yếu tố, là từ năm 75 tới năm 99 á, là trong giai đoạn của pháp nạn, tức là theo cái chu kỳ thì cái gì nó cũng vậy, nó có thịnh si. Đồng thời chúng ta sẽ nói thêm tại sao nói chỗ này là cái việc tu nó không nói trí thức hay không trí thức. Ngay thời kỳ Đức Thầy là cái giới trí thức rất là đông, nhưng mà không có bao nhiêu người là hoàn thiện được cái chương trình đạo hạnh. Cũng có rất là nhiều người đó mượn cái tiếng là đạo, nhưng mà tạo cái việc đời quá lớn, cho nên nó tạo thành một cái quả ngược lại. Nó đi ngược lại. Phải chấp nhận là hết thời kỳ thịnh tới thời kỳ si. Là ở Phật giáo Hòa Hảo chúng ta phải chấp nhận thời kỳ si là từ năm 75 cho tới năm 99. Thì trong thời kỳ si này đó, thì cái giới trung lưu trong xã hội họ nhìn họ ngán. Tại cái đó đang suy thoái, họ sợ. Yeah. Ai cũng phải, bản thân mình cũng vậy thôi. Nhưng bắt đầu là với cái giới bình dân á, vốn dĩ nó đã có cái niềm tin và nhu cầu sự cứu rỗi, cho nên bắt buộc họ nương nhờ nhiều. Vì cho nên cái thời kỳ của cái những cái điểm là từ ở năm 99 đâu lại đây đó, là giới bình dân họ tiến vào giáo pháp Phật giáo Hòa Hảo nhiều, là vì họ đang cần sự cứu rỗi. Cho nên cái xã hội người ta thấy rằng cái giáo đạo đó chỉ độ được bình dân. Nhưng thật chất á, cái nhìn chung của cái người hiểu đạo đó là cái tôn giáo nào mà chỉ cần là độ được con người thoát khỏi mọi sự khổ, giáo pháp nào độ được tất cả những người thoát khỏi sự khổ, đó là giáo pháp cao thượng. Ví dụ giờ cưng là một ông vua, cưng đang sống trong cái khổ, cưng cảm thấy khổ quá, khi cưng vào môi trường tu tập cưng thấy thoát khổ. Và anh là một người ăn mày, anh thấy khổ quá, anh vào môi trường tu tập anh thấy thoát khổ. Hai cái thoát khổ đồng với nhau. Cái thân này nó là ăn mày hay là vua nó không quan trọng, mà quan trọng là tính năng của sự cải thiện tâm linh, tính năng của sự chuyển đổi tư tưởng và tính năng của cái sự tiến hóa tâm hồn của con người. Và ở đây mình nói thêm nè, cũng giống cái câu anh nói nãy, cái câu triết lý nó hay đó là sống giữa chợ đời không biết ai là quân tử tiểu nhân, cảm trong chúng ấy có người thường thường mà chỉ lại hạ hạ đó, người hạ mà chỉ lại thường thường. Cái cao thượng của một con người đó không phải chỗ là màu áo vàng dòng, chức vụ, địa vị, mà cái nhân cách và phẩm hạnh á mới gọi là cao thượng. Nếu cưng đi xe hơi đeo vàng nhiều mà cưng sẵn sàng khinh một người già, đạp một người ăn mày đó, hành động đó thua một cái người tài bạc. Nếu cưng chỉ là một cái người ăn mặc rất rưới bình thường mà cưng sẵn sàng hy sinh giúp đỡ những cái người khốn khó đó, hành động mới hành động cao thượng. Hiện nay báo đài đang nói nhắc đúng không? Cái cao thượng thật sự của một con người không phải là chỗ chiếc áo, chiếc xe, nhà cửa. Rất là nhiều người đang hiểu lầm vấn đề này, cho rằng là cái chức vụ, chiếc áo và bộ đồ, tiền bạc là cao thượng. Sai điều đó. Cái hành động, nhân cách và phẩm chất của mình đó mới thể hiện được tính chất cao thượng hay không cao thượng của một con người mà thôi. Cho nên cái nhìn của mọi người như vậy đó, nếu đánh giá con người có bằng tiện, cao thấp hay dở đó, cái nhìn đó đã sai rồi. Cái nhìn đó sai thì làm gì có hành động đúng được. Cho nên ở chỗ này anh nói thẳng là nếu một cái nhìn toàn diện của một con người về sự sống, nó không có sự phân biệt là người đó là trình độ thấp hay trình độ cao, người nước này hay người nước kia, nó chỉ có nhân cách phẩm chất tốt và nhân cách phẩm chất xấu. Nếu nhân cách phẩm chất xấu đó thì ông là ai cũng không có giá trị, bà là ai cũng không có giá trị. Mà nhân cách phẩm chất tốt đó thì dù cho ông là ai cũng có giá trị, bà là ai cũng có giá trị, đúng không? Thông tin báo đài, bà lão suốt 40 năm tập lội chứ học cho tất cả các em nhỏ ở vùng quê, đúng không? Ông lão 90 tuổi dẫn chương trình đi giá đường, vận động xe cắt cầu, xây dựng nông thôn. Chứ đâu có nói là ông đó 400 tỷ vận động xe cắt cầu. Mà giờ nếu ông đó 400 tỷ vận động, vẫn nói là ông đó vận động. Nhưng nói ông đó có 400 tỷ không làm gì hết thì đâu có thông báo. Tức là cái nhân cách phẩm chất đạo đức tốt đó thì gọi là
người đó là người thượng căn thần trí. Anh sẽ nói ngược lại cái này. Cái người nào mà nhân cách phẩm chất đạo đức tốt, sống đúng luật, thuận theo thiên nhiên, không bao giờ có những cái tính cách bất thiện thì người này gọi là người thượng căn thượng trí. Anh nói ngược lại. Còn những người nhân cách phẩm chất xấu á gọi là hạ căn hạ trí. Cho nên giữa hạ căn hạ trí, thượng căn thượng trí không phân biệt màu áo và bộ đồ hàng dòng, mà chỉ phân biệt tính cách và phẩm chất. Sẽ hỏi nó câu này nè. Tại đây bạn còn kém lắm. Anh còn tệ lắm. Anh không quan tâm tới mẹ của anh còn yếu lắm. Anh thấy người già cả, anh phủ anh đi luôn, anh còn kém lắm. Đúng không? Chứ ta đâu có nói là mày mặc bộ đồ đó là kém. Phải vậy. Cái nhìn chung của xã hội hiện nay là họ nhìn là cái người nào mà có tư chất tốt, phẩm cách tốt, người đó là cái người có tinh thần cao thượng. Hai từ quân tử và tiểu nhân nó cũng vậy đó. Nó còn không nói tới bộ đồ tấm áo, nó chỉ nói tới tính chất cao thượng và tính chất hẹp hòi mà thôi. Quân tử là trượng phu, cái người có cái tâm hy sinh đại lượng. Tiểu nhân hẹp hòi là cái người chỉ biết bản thân mình, chứ không nói tới bộ đồ, chức vụ tấm áo. Thì cái nhìn của mọi người hiện nay đã sai về tính chất của đạo lý, cho nên họ đã đánh giá sai thêm vấn đề sự xuất hiện của tôn giáo mà thôi, chứ không gì lạ. Tôn giáo nào mà có sự cứu rỗi được, bình an được, triết lý nào có sự cứu rỗi được, bình an được, đem tới chỗ giải thoát, thì triết lý đều là những triết lý cao thượng. Còn cái triết lý mà không cứu rỗi, không bình an được mà đem tới sự tai họa đó, triết lý đó, triết lý mới gọi là nó không cao thượng. Người nào có thể đem được bình yên cho mọi người, cho chúng sanh thì đó là cao thượng. Cái người nào có thể theo chân lý mà chuyển hóa được mình, biến thành mình có thể một con người tốt đẹp thì đó là người căn cơ trình độ cao. Vì chính chỗ ta căn cơ trình độ, ta mới theo kịp cái mô hình, ta mới theo kịp cái thị trường, ta biến thể ta lẹ được. Còn mình nghe quá chuyện nghe, học quá chuyện học, tu quá chuyện tu, mình không đối được mình, cái đó mới lạ đó. Mới gọi là ngu suốt đời, đúng không? Học 5 năm mà vẫn ngồi một lớp mới khác hơn cái ông đang học 1 năm ra 3 lớp. Ví dụ như nếu mà nói thì mình nói giống như là hơi khía cạnh một tí. Cưng học 5 năm không biết chữ, dù cho cưng có là con ông tổng thống hay là con ông chủ tịch gì cũng có giá trị bằng ta mới học cái biết chữ liền. Tại vì mình mang cái chức vụ sắc chức vụ nó là con ông đó thôi, chứ thật chắc là mình ngu vẫn là ngu. Cái quan trọng của cái trình độ hay là căn cơ hay là còn gọi là giai cấp, nó phải chỗ là cái tướng pháp bên ngoài, mà nó là cái tính chất bên trong và cái độ lãnh hội giác ngộ khôn ngoan của con người. Thì cái giáo pháp nào mà đem lại cho con người có sự giác ngộ, sự tiến hóa lẹ thì đó là chân lý, chứ nó không có vấn đề là độ thấp hay cao cả. Trong khi thấp hay cao là do con người phân biệt đó. Do cái căn cơ của cái chúng sanh, do con người phân biệt là đúng, nhưng mà họ phân biệt sai. Cái người nào mà anh nói là cái tháp cao là do sự tiến hóa của tâm linh đó, nó vẫn phân biệt, do con người phân biệt đúng. Giống như là chỗ là cái người nào mà có cái sự tiến hóa lẹ, sống đúng với đạo lý, sẵn sàng xả thân làm tất cả những điều tốt lành cho chúng sanh thì đó gọi là những người cao thượng đó, trình độ cao, căn cơ cao. Vì họ trình độ cao, căn cơ cao, họ mới làm được những việc cao thượng. Đơn giản thôi, còn lại thì mình không tính nữa. Thôi, tạm thời cho tỏ bao nhiêu thôi. Dạ, yeah, cũng cảm ơn anh đã giải mã một cái câu hỏi thắc mắc. Cũng rất là nhiều người hỏi Tiến Dũng, mà Tiến Dũng hôm nay đã được nhờ anh giải mã thì rất là hay. Kính chúc cho anh luôn luôn sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Xin kính chào Quỳnh Biên nhé. Và Tiến Dũng xin kính chào tất cả quý vị.